nhà máy xử lý rác thải đầu tư tiền tỷ nhưng đắp chiếu hoặc chỉ hoạt động cầm chừng, gây lãng phí và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường. Trong khi ở nhiều nơi, người dân phải chịu cảnh sống khổ ngay bên cạnh nhà máy rác. Bất hợp lý trong quy hoạch và đầu tư xử lý rác thải là hiện trạng ở nhiều địa phương. Nội dung tiêu điểm nóng của V8 hôm nay. Hiện nay thì người dân tại nhiều địa phương trên cả nước phải sống chung với tình trạng ô nhiễm rác thải sinh hoạt do chưa có điều kiện xây dựng các nhà máy xử lý rác thải. Trong khi đó thì tại một số địa phương khác, dù được đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác hàng chục tỷ đồng nhưng lại không phát huy hiệu quả, dẫn đến gây lãng phí ngân sách đầu tư. Mời quý vị theo dõi nội dung cụ thể trong tiêu điểm nóng cùng V8 hôm nay. Mời chị Thanh Huyền. Cảm ơn anh Thành Công. Vâng, thưa quý vị, tiêu điểm nóng hôm nay xin được đề cập đến vấn đề tại Hà Tĩnh. Đi vào hoạt động từ năm 2002, nhà máy xử lý rác thải do công ty cổ phần Bình Minh Vinagreens làm chủ đầu tư, đóng trên vùng giáp danh giữa hai xã là Thạch Trị và Thạch Lạc. Nhà máy có chức năng thu gom xử lý rác thải cho các xã bãi ngang của huyện Thạch Hà. Thế nhưng trong quá trình hoạt động, nhà máy này đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân địa phương khi gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Phía trong nhà máy xử lý rác của công ty cổ phần Bình Minh Vinagreens, rác được chất cao thành núi, bốc mùi hôi thối nồng nặc do thời gian dài không được xử lý. Phía ngoài cũng chẳng khá hơn. Khi rác thải được tập kết, vượt ra ngoài ranh giới của nhà máy, nước thải không được thu gom đúng quy định, chảy thẳng ra môi trường. Trở về rồi thì đổ tiếng được thì tập 2-3 năm rồi thì chứ. Thủy thì nạc thì khỏi thì nói chung ngoài người dân ở đấy là nói chung là chịu nhiều vấn đề cái môi trường khí hậu. Khói bay vào nhà dân rất nhiều. Đặc biệt là các vào đến mùa gió rất to, là bãi vào là rất nhiều. Thứ hai nữa là dòng nước thải đi chảy ra xung quanh rất nhiều. Không chỉ bất tuân các quy định về bảo vệ môi trường, mà năm 2022, chủ đầu tư còn tự ý cơi nới, xây dựng nhà xưởng có diện tích 2.600m². Dù đã bị chính quyền địa phương xử phạt hành chính, nhưng hiện vẫn chưa tháo dỡ, hoàn trả hiện trạng ban đầu. Nhà đầu tư trong quá trình vừa rồi thì cũng đã phối hợp với địa phương trong việc xử lý các cái vấn đề còn tồn tại, nhưng mà hiện nay các cái nội dung tồn đọng vẫn còn, thì trong thời gian tiếp theo thì huyện sẽ phối hợp với nhà đầu tư xử lý ngay các cái nội dung tồn đọng, đồng thời là báo cáo với các sở ban ngành để có cái chỉ đạo xử lý trong thời gian tiếp theo. Được biết, nhà máy xử lý rác thải này được xây dựng trên diện tích 1 hecta, công suất 24 tấn trên một ngày đêm. Tuy nhiên, do hoạt động y ạch nên với số rác thu gom mỗi ngày chỉ có 16 tấn, vẫn không xử lý xong. Với năng lực yếu kém như vậy, nhưng chủ đầu tư là công ty cổ phần Bình Minh Vinagreens vẫn đang làm hồ sơ xin mở rộng diện tích nhà máy thêm 3 hectare. Điều này khiến người dân địa phương hết sức lo lắng và bất bình. Tỉnh Hà Tĩnh hiện nay có 13 khu vực xử lý rác thải. Tuy nhiên trên thực tế thì nhiều nhà máy sau khi hoàn thành phải đắp chiếu, không ít nhà máy lại hoạt động theo kiểu cầm chừng, thiếu hiệu quả. Điều này không chỉ gây lãng phí nguồn ngân sách nhà nước mà còn là nguyên nhân khiến rác thải sinh hoạt bị ùn ứ tại nhiều địa phương, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan. Được đầu tư xây dựng hơn 6 tỷ đồng vào năm 2018, nhà máy xử lý rác thải huyện Đức Thọ được kỳ vọng sẽ đảm bảo xử lý rác thải sinh hoạt cho người dân. Thế nhưng chỉ sau vài tháng chạy thử nghiệm, nhà máy đã ngừng hoạt động và đắp chiếu cho tới nay. Bởi xét theo quy chuẩn của Bộ Xây dựng, vị trí xây dựng nhà máy không đảm bảo yêu cầu về khoảng cách với khu dân cư tối thiểu 500m. Xây dựng một cái nhà máy với cái nguồn lực như thế mà để đưa vào hoạt động mà nó chưa có hiệu quả thì thật lắm. Và đồng thời cái hiệu suất chưa cao thì nó thật sự mà nói thì nó sẽ ảnh hưởng đến phần kinh phí mà có phần lãng phí trong cái đó. Còn nhà máy xử lý rác thải Trị Lạc, huyện Thạch Hà được thiết kế với công suất 24 tấn trên một ngày đêm. Thế nhưng lúc cao điểm, nhà máy chỉ xử lý được 16 tấn trên một ngày đêm. Sau thời gian dài hoạt động y ạch, đầu năm 2024, nhà máy đã ngừng tiếp nhận rác thải, gây khó khăn cho địa phương trong việc thu gom, xử lý rác. Với cái việc phát sinh rác trên địa bàn thì vẫn diễn ra bình thường. Chính vì thế mà huyện đã phải ban và đưa ra cái giải pháp là vận chuyển cái lượng rác phát sinh trên địa bàn đến xử lý tại công ty Phú Hà ở thị xã Kỳ Anh. Với việc vận chuyển vào đó thì chi phí phát sinh tăng thêm tương đối lớn,
Tuy nhiên rằng để giải quyết vấn đề trước mắt thì huyện cũng phải chấp nhận cái việc là hỗ trợ ngân sách để các địa phương thực hiện việc xử lý này. Hiện nay trên địa bàn Hà Tĩnh có 13 khu xử lý rác thải với công suất thiết kế gần 700 tấn mỗi ngày. Nhưng do nhiều nguyên nhân nên hiện nay chỉ xử lý khoảng 400 tấn mỗi ngày. Trong khi đó, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh mỗi ngày của Hà Tĩnh là hơn 829 tấn. Năm 2023, tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt đề án vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn, trong đó có xây dựng các nhà máy xử lý rác thải có công suất trên 500 tấn mỗi ngày, nhưng đến nay vẫn chưa thể triển khai. Đề án rác thải thì khuyến khích cái chính sách về xã hội hóa về cái việc thu gom, vận chuyển và xử lý cái rác thải, và sắp tới thì sở sẽ tiếp tục kêu gọi để các nhà đầu tư vào tìm hiểu và đầu tư để nhằm xử lý rác trên địa bàn, và đồng thời là sử dụng cái nguồn tài nguyên rác này đảm bảo hiệu quả. Hàng loạt nhà máy đắp chiếu sau xây dựng hoạt động thiếu hiệu quả đang khiến rác thải bị ùn ứ tại nhiều địa phương. Các bãi tập kết rác tự phát xuất hiện dày đặc trên các tuyến đường khu dân cư đã gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận địa phương. Như phóng sự trên phản ánh thì có khá nhiều nguyên nhân dẫn đến việc các nhà máy xử lý rác thải hoạt động thiếu hiệu quả. Trong đó có những nguyên nhân liên quan đến quá trình thẩm duyệt hồ sơ, khảo sát vị trí triển khai dự án. Các nhà máy rác đắp chiếu hoặc khai thác không hiệu quả gây bức xúc trong nhân dân, lãng phí ngân sách đầu tư. Và thực trạng này còn khiến cho khu vực xung quanh nhà máy rác trở nên ô nhiễm, nguy cơ bùng phát dịch bệnh khi rác thải chất đống lâu ngày không được xử lý. Trong khi đó, để khắc phục thực trạng này thì không phải là câu chuyện ngày 1, ngày 2. Và rõ ràng, vấn đề rác thải cần sự tiếp cận toàn diện, toàn xã hội với sự tham gia của mọi thành phần để hướng tới phát triển bền vững.